tôi vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của chúng ta ngày càng trở nên áp lực và căng thẳng. Vì thế, việc trồng cây hoặc cắm các loại hoa có lợi cho sức khỏe không chỉ là một ý tưởng hay tạo không gian xanh mà còn giúp thư giãn tinh thần, chống căng thẳng, stress, tạo giấc ngủ ngon, giảm chóng mặt. Trong chương trình ngày hôm nay, xin giới thiệu tới quý vị một số loại cây và hoa được khuyên sử dụng trong không gian nhà bạn. Thông tin được đăng tải trên trang Sức khỏe và Đời sống của Bộ Y tế. Cây nha đam có rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra được lợi ích của cây nha đam trong việc thanh lọc không khí, đồng thời sản xuất một lượng oxy đáng kể vào ban đêm, giúp giải tỏa căng thẳng, làm dịu cơn chóng mặt cũng như giúp bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ. Đặt một chậu nha đam ngay cửa sổ phòng ngủ là một cách cung cấp oxy, loại bỏ không khí độc hại vào ban đêm khi bạn đang ngủ say. cây thường xuân được đánh giá là một loại cây cực kỳ dễ trồng trong không gian kín, đặc biệt phù hợp trồng ở nơi có nhiều bóng dâm trong nhà. Loại cây này có tác dụng cải thiện chất lượng không khí, hấp thụ các chất độc hại, sản sinh thêm nhiều oxy. Bên cạnh đó, cây thường xuân giúp loại bỏ hơn 94% các loại nấm độc hại lẫn cho không khí. Vì vậy, bạn cần trồng loại cây này để không khí được trong lành, dễ thở hơn, giảm chóng mặt và căng thẳng. Thường xuân còn là loại cây được khuyên trồng vì hợp với phong thủy giúp gia chủ may mắn. Cây bạc hà Bạc hà là một cây có hương thơm, tươi, mát, dễ chịu, cực kỳ tốt cho sức khỏe. Hương bạc hà có nhiều công dụng diệt khuẩn, chống viêm, tiêu sưng và đặc biệt giúp giảm stress, chóng mặt. Bạc hà cũng là một loại gia vị khá được ưa thích trong nấu ăn. Đặt một chậu bạc hà nhỏ trên bàn làm việc sẽ giúp tinh thần bạn sảng khoái hơn mỗi ngày. Cây hoa nhài, từ ngàn xưa mùi thơm của hoa nhài được cho là một liệu pháp giúp chữa căng thẳng và mất ngủ vô cùng hiệu quả, cũng giống như oải hương. Hương hoa nhài cũng có tác dụng ức chế sản sinh lượng hormone cortisol, xoa dịu căng thẳng chóng mặt. Bạn hãy trồng một chậu hoa nhài nhỏ và đặt ở ban công vừa có tác dụng giảm căng thẳng, vừa mang lại hương thơm dễ chịu cho căn nhà của bạn. Bên cạnh đó, hoa nhài còn được dùng để làm trà uống, giúp tăng cường sức khỏe, hết mất ngủ và chữa chóng mặt. cây lưỡi hổ. Loại cây này có tác dụng tốt với hệ hô hấp, tăng cường hệ miễn dịch nhờ vào đặc tính sản xuất oxy và loại bỏ CO2 cho không khí. Bên cạnh đó, cây lưỡi hổ còn đem lại giấc ngủ ngon, giảm nguy cơ bị chóng mặt và huyết áp cao. Lưỡi hổ cũng là loại cây phong thủy, mang lại may mắn, tránh sóng gió cho gia chủ. bên cạnh việc trồng những cây này trong nhà bạn cần kết hợp với việc ăn uống đầy đủ và tập luyện thêm thể dục thể thao để tình trạng stress chóng mặt được cải thiện một cách tốt nhất những loại cây này chỉ có tác dụng hỗ trợ giúp không khí trong nhà tươi mát trong lành hơn khiến tâm trạng của bạn được cải thiện tích cực chứ không có khả năng chữa lành bệnh với những người bị chứng chóng mặt lâu năm tần số lặp lại của cơn chóng mặt thường xuyên cách tốt nhất bạn luôn mang bên mình thuốc giảm chóng mặt có hoạt chất acetin dr leucin hiện đang được các chuyên gia y tế đánh giá cao về tính hiệu quả và an toàn khi sử dụng ngoài ra các chuyên gia cũng khuyến cáo bạn nên cân nhắc chỉ lựa chọn những thương hiệu thuốc có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng từ các hãng dược uy tín để có được kết quả tốt nhất Lưu ý để tăng hiệu quả trong việc phòng tránh chóng mặt, bạn nên sử dụng thuốc kết hợp với việc thay đổi thói quen, sinh hoạt ăn uống hợp lý. Nếu tình trạng chóng mặt của bạn vẫn không cải thiện thì hãy nghĩ đến việc gặp bác sĩ để được thăm khám trực tiếp. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày mai xin giới thiệu tới quý vị và các bạn 8 cách chăm sóc da nhờn hiệu quả vào mùa nắng nóng. mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.